Thưa quý vị, tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố Tân An đang có những tín hiệu tích cực. Theo báo cáo mới nhất, tiến độ thực hiện các dự án đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể, tổng kế hoạch vốn tỉnh giao năm 2024 là 79,5 tỷ đồng. Đến ngày 15 tháng 9, giá trị giải ngân đã đạt gần 67% kế hoạch, tương đương hơn 53 tỷ đồng. Ước tính đến cuối tháng 9, con số này sẽ tăng lên 60 tỷ đồng, đạt hơn 75% kế hoạch. Đối với nguồn vốn thành phố, giá trị giải ngân đã đạt gần 136 tỷ đồng. Dự kiến đến cuối tháng, con số này sẽ đạt hơn 188 tỷ đồng, tương đương 75% kế hoạch tỉnh giao. Những kết quả trên cho thấy sự nỗ lực không ngừng của các cấp chính quyền Tân An và các đơn vị thi công trong việc đẩy nhanh tiến độ các dự án. Điều này góp phần quan trọng vào việc cải thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đô thị trung tâm tỉnh Long An.